đớn đau là nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt là buồn hơn bờ vì em tuôn sầu. Có đau cay nào bằng em đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em đến muộn mong. Biết em thương người quên.